Em chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ review gọi là hai cái cây xanh Huế và cây xanh Thái. Cái này là đều là nở căng, sắp đang độ tàn rồi. Thì sẽ so sánh những cái vẻ đẹp của nó. Đầu tiên thì là hai cái cây này, và kèm theo tí em có mấy cái cây như kiếm mắm. Cái mắm kiếm tiên vũ này các bác. Kiếm tiên vũ này. Cái này gọi là kiếm tiên vũ bình thường. Những cái cây nào mà là màu vàng gọi là tím như thế này thì gọi là kiếm tiên vũ bình thường. Như cây này thì cánh nó cũng hơi bầu, dạng cánh thủy tiên, trông nó cũng đẹp, trông nó rất là yêu. Chứ còn mấy cây mà cánh bầu to hẳn như cây bầu Nam Định hay là cây Mai Ngọc hay là bầu Hưng Yên hay một số cây khác ấy, thì cây bầu hẳn như thế thì sẽ được đặt tên. Còn những cây này cái dạng cánh thủy tiên thì trông nó cũng đẹp, trông ngay ngắn, trông nó rất là duyên, bông sáng bông thì nó cũng đẹp thôi, chứ nó chỉ gọi là tiên vũ mắm bình thường. Còn một số cái cây nó đang nở hoa như là cây Thanh Thiên Vân, nó nở đến lúc tàn nó vẫn cảm giác nó vẫn rất xanh. Thanh Thiên Vân. Còn cây này là cây vàng Lào. Vàng Lào các bác. Kiếm vàng Lào, bông rất đẹp. Nó là vàng lưỡi trắng các bác. Còn bên này là cây kiếm Tuyết Vân. Đấy, chùm nụ nó rất là phê các bác. Đang nở rất là dài. Hoa cái này thì nó lần này nó hơi thưa. Thưa đây, còn nó chùm nụ này nó dài nấc, dài hết cỡ chắc phải tầm 70-80 cm các bác. Cái này thì ra hoa nở cái là cánh nó cong vút luôn. Bay. Cánh cong vút luôn chứ không phải cánh bay nữa các bác. Bên này thì nó cũng có cây nhưng mà nó nở thì nó dày hơn là cái cây đấy. Cũng là cây Tuyết Vân. Tuyết Vân này nó nở mấy chậu các bác. Đây. Như cái này thì nó nở thì nó dày bông hơn, nó không bị mất bông như là cây kia. Thì nó tùy từng đợt đợt nở hoặc tùy từng cây các bác. Tùy từng cây thì nó sẽ dày hay là thưa, tùy từng cây và tùy từng đợt nở khác nhau. Hôm nay em sẽ cùng chia sẻ một chút về cái hai cái bông lan kiếm vàng Thái và cái kiếm vàng Lào. À, cái kiếm vàng Thái và cái kiếm xanh Huế. Thì hoa thực ra thì nó cũng xanh Huế thì nó chỉ gọi là xanh vàng thôi, chứ nó cũng không gọi là xanh nhiều. Trong các cây thì cây xanh Huế thì nó cây khá phổ biến và mọi người đều biết nhiều và sưu tầm nhiều. Cái này thì được đầu tư làm kinh tế và chơi rất là nhiều bởi vì thân lá hoa rất đẹp. Đây các bác nhìn tổng thể của hai cây. Thì nói về đầu tiên là phải nói về giá của nó. Ví dụ như xanh Huế hiện tại thì giá nó rơi vào dao động khoảng từ 10 đến 20 triệu một thân lá láng. Lá sần thì khoảng từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu. Còn mấy cây kiếm vàng Thái này thì nó chỉ rơi khoảng 2 đến 300 nghìn thân thôi. Có thể là hơn 300, nếu mà thân tơ to đẹp thì nó phải hơn 300. Hơn 300 nghìn một thân. Có nghĩa là bây giờ như hiện tại là giá của cái cây xanh Huế này với cây vàng Thái này thì là nó chênh nhau khoảng đâu đó vài chục lần. Nhưng mà hoa thì nó cũng rất là đẹp. Nếu các bác chơi hoa thì sưu tầm mỗi loại một tí. Như cây xanh Huế này thì các bác có điều kiện thì mua cây xanh Huế lá láng thì nó thân lá mịn đẹp hơn. Còn cái cây lá sần thì lá nó hơi kém, các bác về nuôi nhiều, nuôi mát thì cây nó tốt lên thì nó cũng xanh đậm đẹp như là lá láng thôi. Nhưng mà nó còn thành láng hay không thì là tùy người nuôi các bác nhé. Có người nuôi thành láng, có người không. Đầu tiên là giá nó chênh nhau rất là nhiều. Cái thứ hai là cái cây xanh Huế đây các bác nhìn tổng thể từ xa là cần hoa nó rất là dày. Dày bông. Dày bông này thì nếu mà mùa thu như này á thì là thời tiết nó mát mẻ thì là cái cần hoa này nó dày bông, nó không thưa như là cây vàng Thái này. Còn cây vàng Thái này thì mùa nào nó cũng thưa bông như này. Và cần hoa khá dài. Còn cây xanh Huế thì nở mùa hè ở miền Bắc, nở mùa hè thì nó sẽ thưa bông hơn và cần hoa nó dài hơn. Còn nếu mà miền Nam thì cây xanh Huế nó nở khá đều và nó sẽ thưa hơn. Nó thưa, nó sẽ không dày như này. Đấy là về tổng thể. Tổng thể. Và tổng thể của nó thì có một chút đó chính là cái lá của nó. Cái cây xanh Huế thì lá nó khá là dựng. Còn cái cây này thì nó xòe hai bên nhiều hơn, nó xòe ngang rộng hơn. Cái kiếm xanh Huế thì nó xòe ngang hơn. Chứ nó không, à cái cây vàng Thái nó xoè ngang, lá nó xoè ngang nó mềm hơn. Còn cây xanh Huế này thì lá nó dựng hơn các bạn. Cây xanh Huế đây, không phải chỉ có một cây này nó dựng như này mà gần như cây nào lá nó cũng rất là dựng. Và cây xanh Huế thì thân thủ nó to. Thân thủ nó to như những cái cây này thì lá nó khoảng tầm độ 5 cm. Khoảng 5 cm cây này, lá to và dựng, thân củ nó cũng to hơn. Thân củ to và lá rất là to và lá nó dựng là cây xanh Huế. Còn cây xanh Thái thì lá nó nhỏ, lá nó chỉ khoảng tầm độ 4 cm thôi, bình quân khoảng 4 cm các bác. Và nó xoè ngang, đây các bác nhìn cái củ này nó xoè ngang này. Đấy, nó xoè ngang hơn chứ nó không dựng thẳng đứng như là cái cây xanh Huế.
Thì nếu mà nói về nhìn tổng thể thì gọi là mỗi người một sở thích. Có người thích lá dựng, có người thích nó hơi mềm mại một chút, trông có điệu hơn. Có người thích nó phải thẳng, cứng, dựng, đẹp thì mới thích. Còn có người thì thích nó hơi ngả một chút thì nó sẽ hơi mềm. Còn cái cây hai cây thì tổng thể thì cái cây xanh Huế thì là nó thân lá hoa to hơn. Hoa thì không to hơn nhưng mà thân lá to hơn, khủng hơn. Còn có thể đạt được tầm độ 7 sen, lá 6 sen rưỡi 7 sen nếu xanh Huế. 6 sen rưỡi 7 sen em cũng có thấy rồi, nhưng mà những cái cây đấy thì gần như là người ta luyện được những cái cây to, thế là người ta ít bán. Và người ta để trồng chơi ngắm thôi. Trường hợp mà nuôi được tầm những cái lá từ 6 đến 7 sen ấy, thì nó rất là lâu và nó phải đối bụi to các bác. Còn cái cây vàng Thái này thì lá của nó thì nó mềm và nó chỉ nhỏ khoảng 4 sen thôi, chứ nó không được to. Nó không được to như là cây xanh Huế, có nghĩa là thân thủ là đã thua cái xanh Huế. Xanh Huế thân thủ to hơn, dựng đẹp hơn. Thân thủ to, củ to, còn dựng hay là ngả thì có mỗi người một sở thích. Cái xanh Huế thì có lá dựng hơn, còn cây vàng Thái lá nó ngả hơn các bác. Còn về hoa tổng thể của nó thì cái cây xanh Huế này nở mùa thu nó dày này thôi, chứ còn mùa hè thì nó cũng thưa hơn, thưa bông hơn. Tại vì như cái mùa thu này ở ngoài Hà Nội á, ngoài miền Bắc ấy, thì nó thời tiết nó mát hơn thì cây nó sẽ nở, nó sẽ đạt hơn, bông dày hơn như kiểu là vàng Quảng Bình ấy. Còn vàng Quảng Bình thì bình quân là lúc nào nó cũng dày bông như này, thường là vậy các bác. Cây xanh Huế thì cần hoa nó thẳng các bác nhé. Đấy, cần hoa từ gọi là từ trên xuống là nó thẳng tắp. Đấy, còn cái cần hoa của cái cây nó thẳng, trông nó cứng cáp hơn. Còn cái cây vàng Thái này thì nó cần hoa nó rích rắc hơn. Cần hoa nó rích rắc, nó không thẳng các bác. Nó gọi là hơi rích rắc thì trông nó rất là mềm mại, trông nó cũng rất là điệu. Thì mỗi người một sở thích. Kèm vào đó thì đến chi tiết một chút thì là về cái độ chia hoa của nó. Chia hoa thì cái cây vàng Thái này thì chia hoa thường thì nó sẽ không được đều như là cây xanh Huế. Cây vàng Thái đây là mất một bông chỗ này, đấy, mất một bông. Và ở dưới này thì cảm giác nó không được đều, nó chia nó lung tung, chứ nó không đều, nó chỉ được cái khúc trên này nó chia đều thôi. Còn cây xanh Huế thì nó chia khá đều. Xanh Huế nó chia khá đều, còn đương nhiên nó cũng có những cái chỗ mất điểm khuyết như ở dưới này. Hoặc là xanh Huế nó có một cái nhược điểm, đó chính là cái chỗ này. Cái chỗ này thường nó sẽ bị mất, có nghĩa là khoảng 2-3 bông, nó ra khoảng 2-3 bông thì nó sẽ bị thưa. Nhưng mà đây là do mùa thu nó nở thì nó dày hơn á, chứ còn mùa hè thì nó nở nó sẽ giãn hơn, có cách nó thưa hơn. Thì đấy là tùy từng mùa nở. Còn đấy là về cái phần thưa bông. Còn cái phần mà khuôn cánh chi tiết hơn thì cái cây xanh Huế này thì nó không nở căng được, đa phần là nó nở khum khum. Các bác nhìn cái cánh nó rất là khum. Đấy, chứ nó không nở căng, nó không nở căng được. Cánh lúc nào nó cũng bông, nó cũng khum khum, nhưng nó không nở căng được. Nó không thể duỗi phẳng ra như này được, nó lúc nào cũng khum khum này. Đấy là đặc trưng của xanh Huế. Kể cả những bông ở trên này các bác thấy, đa phần là nó vẫn hơi khum khum. Có những bông là nó nở ra nó khá là phẳng, nhưng mà đa phần là nó hơi khum của này. Thì nó không được mở hết các bác, nó không được mở hết. Còn cái cây vàng Thái này thì những cái bông mở hết của nó, khi mà nó nở căng thì nó mở hết ra, gần như là mở hết. Nó mở hết. Và thường thì những cái cây mà bông nó mở hết ra thì cánh nó sẽ bị quăn. Nó bị vặn vỏ đỗ cái cánh này, nó bị vặn vỏ đỗ. Thì là nó sẽ không được phẳng. Còn như những cái cây nào mà nó khum khum này thì nó sẽ giữ form được, thì cái bông nó không bị vỡ bông. Như cái bông này là lúc nở là cánh nó to hơn, nhưng mà khi mà nở lâu rồi thì cánh nó sẽ bị vỡ. Nó sẽ bị quăn cánh này là làm cho cái cánh nó nhỏ hơn. Mình nhìn cảm giác cánh nó bé hơn. Còn đây các bác nhìn thấy những cái bông đầu tiên nó cũng quăn hết. Nhưng mà khi mà mình duỗi nó ra thì nó sẽ to hơn. Đây này. Nó vặn kiểu này được. Đây các bác này. Đấy, nó vặn này, nó vặn nó cong lại này này. Vặn cong này làm trông cánh nó bé hơn. Còn bản thân cái xanh Huế thì nó cũng có vặn nhưng mà tỷ lệ rất ít. Và nó vẫn giữ cái form nó khum khum ấy. Khum khum này thì nó cảm giác bông nó bầu hơn, bông nó tròn hơn. Còn khi nó nở căng ra thì nó sẽ không được bầu tròn mấy bằng cái cây bằng cái cây mà giữ khum khum. Thế nên là người ta hay chụp một bông ấy, một lúc hé người ta chụp một bông ấy các bác. Lúc hé một bông, ví dụ như là cái cây này, như là cây mắm này. Nếu mà chụp khum khum này thì trông cánh nó to. Nhưng mà khi mà mai kia nó nở căng ra là như này. Nở căng là như này, xong mai kia nó vặn cánh, có nghĩa là cánh nó vặn vỏ đỗ thì cánh lại bé nữa. Thì là khi mà nó giữ được form khum ấy thì trông nó sẽ tròn bông. Nó kiểu mai hoa tiên vũ ấy, nó khum khum rồi đấy. Kiểu như vậy.
hoặc là cây mai ngọc. Khum khum bông thì trông bông nó cánh bầu tròn to. Còn cái cây mà nào mà nó nở phẳng cánh nó hay bị vặn vỏ đỗ, trông nó bé các bác. Thì hai cái cây này thì em thấy đánh giá thì nó cũng rất là đẹp. Thì một cây thì là nó thẳng, cứng và trông nó chắc chắn. Còn cái cây này thì trông nó mềm mại và trông nó rất là điệu. Đấy. Cái này thì trông giống nam nhi, bông này giống nữ nhi. Đấy. Mỗi loại thì nó có một cái đẹp, vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà hai cái bông này nếu mà các bác mà mới chơi, các bác sưu tầm những cái bông mà nó rẻ tiền thôi. Tại vì mình chơi sưu tầm mình phải hiểu về những cái cây giá trị đắt tiền, như cái xanh Huế nó đắt hơn, tại sao nó đắt hơn và nó có những cái điểm nào đắt hơn thì là các bác xem thêm. Tại vì là nhiều bác chơi thì cũng có khi là cũng có xanh Huế rồi nhưng cũng chẳng biết nó đẹp ở đâu. Đấy, thì các bác xem thêm những cái video của những cái cây xanh Huế em có quay trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa, thì các bác xem thêm. Em có quay rất là nhiều video trên đấy cùng những loại lan kiếm khác các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Em chào tất cả các bác.